À, các bạn ơi, tình hình là đang ngủ cái anh giao hàng nè, này có cái này thú vị lắm cho các bạn coi, để mình ra mình lấy hàng cái. Ok, đó đó đó, nhận xong tỉnh ngủ luôn anh em đó. Các bạn thấy không, giá nó là 55.000 đó. Bây giờ nói chung mình sẽ hui ra cũng như bật mí cho bạn coi nha. Thấy mình tỉnh ngủ luôn rồi, hiểu ha. Mừng lắm á, đặt lâu lắm rồi. Không đặt chung nhưng mà nó giao sao mới ghê chứ. Bạn coi clip của mình nhớ bấm đăng ký cho mình nha. Và nhớ chia sẻ nha. Ok, giờ mình sẽ hui ra cho bạn coi hôm nay nó có cái gì mà cái mặt mình nó tỉnh bơ như vậy, mà mặt mình vui như vậy ha. Ok các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy con dao của mình phui ra nha. Trong hộp này cũng đơn giản, bị móp hết khúc rồi nè. Kệ đi không sao, miễn là hàng ở trong cũng sao rồi, ok. Rồi má lau dây được dao được nhất rồi. Đó. Giống như mở quà Noel nữa, sắp tới Noel nữa bạn. Có bạn nào chưa bộ không? Rồi, phui nè. Sơn tăng. Các bạn biết này là gì không? Đó là cái đèn ha, cái đèn bu lịt. Lần trước là mình gắn cái còi bu lịt rồi nha anh em. Đó, đây mình quay cận nè. Đó, mình gắn cái còi bu lịt. Nay mình mua thêm cái đèn nữa không? Gắn vô cho nó đủ bộ. Đó, giờ mình mới gắn thêm bảng tên nè. Vũ Quách Yên nha anh em. Đó không? Nhìn nó cũng lên lên màu rồi đó. Hiện nay mình có đặt thêm một cái này kêu là cái đèn bu lịt. Đó, hiện nay mình sẽ gắn lên luôn cho nó đủ bộ, chạy chớp chớp cho người ta, nói chung là cho đủ đủ bộ thôi, để mốt mình còn cho nữa anh em, cho mấy thanh niên xe độ. Ok, giờ mình sẽ hui làm gắn lên nha. Đây nè các bạn ơi, hiện nay có mình hui ra thì nó có hai cái đèn nè, với lại cái mạch hay sao á, lại một bịch ốc nè, thấy không? Đó, bịch ốc này không biết làm gì à, chắc chặn vô dàn áo theo á. Mà cái này á, mình tưởng nó hai dây, tưởng nó câu hai dây vô là nguồn âm với đường dương là nó lên, ai dè 3 giây luôn. Bây giờ mình cũng biết lắp sao nữa. Nói chung thì mình sẽ nghiên cứu lên, có gì mình sẽ quay cho bạn coi nha. Ok, bạn ơi, sau một hồi mình test á thì mình thấy nó có 3 giây đúng không? Các bạn chỉ cần nối dây đen hay là dây đỏ vô hai cái cực là ok, còn dây vàng bỏ vào bên đi. Cái dây vàng này chắc là cái dây cảm biến hay sao, hay là chuyển màu hay sao các bạn. Nhưng mà cắm hai dây này đỏ đen vô là nó vô đó. Giờ mình nghĩ là mình sẽ gắn gắn hai chỗ nha. Các bạn nào thấy chỗ nào đẹp á, thì comment bên dưới nha, với lại nhớ đăng ký kênh chia sẻ clip giúp mình nha. Mình nghĩ là mình sẽ gắn ở đây đó, hoặc là mình sẽ gắn ở dưới đây đó, các bạn thấy không, gắn dưới đây nè. Đó, cho chiếu xuống được chơi đó, thì chắc mình sẽ gắn ở dưới nha, gắn dưới. Nếu mà bạn nào thấy không được á, thì mình sẽ gắn ở trên nha, hoặc là bạn nào có cái chỗ nào mà hay hơn nữa thì comment bên dưới giúp mình nha. Ok, giờ mình sẽ lấy dây rút rút vô cho nhanh. Ok, giờ mình sẽ rút vô luôn nha, gắn dưới đây cho nó đẹp xíu, xỏ vô thôi có gì đâu. Đây nó có lỗ sẵn nè các bạn, có lỗ sẵn mình xỏ không, xỏ này vô đó, xỏ vô chu. Này mà chạy đi hù mấy kia là hơi bị đúng bài nha anh em, có đèn ưu tiên luôn rồi đó, gắn đèn lên luôn là thấy đầu tư cỡ nào nha anh em. Tổng cộng là hổm giờ mình mua cũng hết 100 mấy á, cái còi 55.000, là cái này 55.000 nữa là hết 101 các bạn. Mình đặt chung á, hồi lúc mình đặt chung nè, nhưng mà kiểu như là hai cái chỗ nó khác nhau các bạn, nên là nó giao không có giao chung được. Chứ mà hổm giao chung là mình làm clip chung luôn rồi, mình gắn lên luôn. Ok các bạn ơi, mình đã gắn xong rồi nha các bạn ơi. Đó, nói chung là biết rồi, giờ là xe mình một ổ điện luôn rồi, một ổ dây điện. Đó, mình chưa quấn keo nữa các bạn.
Đó là cái này mình đi pin 12V nha, ba cục nối liên tiếp với nhau, 3V mấy thôi, 3V 7 thôi, gấp cái am nó lên. Còn bạn nối đuôi là cái am nó sẽ lên tiếp là 12V đó. Nói chung là mình cũng biết nó sao cho bạn hiểu nữa. Nhưng mà bạn nào mà mình thấy đa số có nhiều bạn còn độ dữ hơn mình nữa. Nói chung cục này mình 12V. Đó, mình đi cái còi với lại cái đèn luôn nha. Cái đèn thì mình có gắn trên công tắc cái này. Đó các bạn thấy không? Giờ mình sẽ bấm công tắc nha. Chú. Đó. Dữ. Thêm cái này nữa là chất luôn anh em ơi. Nè nè. Rồi, đúng bài rồi anh em ơi. Ok. Tới luôn. Xong rồi mấy chú tới rồi. Nó dội đèn lên tới đây luôn nè anh em. Đó. Ngon liền. Xong rồi, đúng bài rồi. Ok. Giờ chỉ đợi canh mấy anh Get Simboy chạy rồi xong cái mình lên mình chơi với mấy ông. Ok. Ok anh em ơi, anh em hết clip mình nhớ cho mình like nha. Nhớ đón xem để mình coi mấy ông Get Simboy ông chạy ở đâu. Cái mình đi qua mình cho mấy ông thử ơi. Nhiều khi mấy ông quýnh mình chết luôn. Ok. Đó các bạn thấy xe mình sao rồi? Thấy ok ổn áp chưa? Đó các bạn tên Vũ X In nè, thấy không? Các bạn nhớ đăng ký chia sẻ clip giúp mình nha. Dạo này mình bị nói chung là cũng hơi mất tương tác rồi. Buồn xíu. Đó đây là cục dynamo. Đi cái đèn led đây nè. Đó các bạn thấy mình giấu đèn này ở đây không? Thấy vậy thôi nhưng mà nó vẫn sáng bình thường nha. Đó, dynamo. Hỏi xe bình. Nói chung là vậy. Ok, giờ mình nói chung mình sẽ đem vô nhà. Tại nhà mình thấy nó tối không? Vô nhà nó sẽ thén hơn. Ok. Ok bạn ơi, thấy sáng chưa? Đó, cái này tối nữa ngon luôn á. Đó. Ba cháy luôn. Thêm này nữa nè, chắc luôn. Mở lên led người ta nguyên nhân sớm mình la sùm luôn quá. Đó, nói chung là ok, clip này thành công các bạn ơi. Để mốt mình đi ấy, mình đi cho mấy ổng mày. Đó. Ok. Thì mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Nếu bạn thấy clip mình hay, thú vị, nhớ cho mình một like và đăng ký nha. Nhớ share mạnh tay với mình nha anh em. Đó, đúng bài rồi đó. Chuẩn bị tới số rồi nha, mấy anh Get Simboy. Hehehe.